Chào các em. Các em làm tiếp đề này nhé. Các em làm câu 32. Nhỏ nhất, P min nhé. Đây, chữ min hơi bé. Cái này các em loga hay về nhá. Loga hay về xong rồi loga này xong rồi chuyển loga hay về này. Loga cơ số 2021. Đấy, bên kia sẽ tách ra thành hiệu hay loga được chưa? Đấy thì sẽ được đấy, sẽ được x bình trừ y cộng 1. Đấy sẽ bằng loga cơ số 2021 của 2x cộng y trừ được chưa? Đấy, trừ 2021 của x cộng 1 bình phương. Đấy, thế thì các em thấy là ở đây là đây là x cộng 1 tất cả bình này. Đấy, thì đây các em sẽ nhóm được thành x cộng 1 tất cả bình đúng không? Đấy, cộng 2x trừ 2x. Đấy, thế thì lúc đấy nó sẽ có 2 nhân với cả trừ 2x trừ y đúng không? Chuyển sang bên đây nó sẽ thành 2x cộng y, sẽ giống giống cái ngoặc tròn này, được chưa nhỉ? Đấy, thì lúc đấy là đấy, hai vế nó sẽ có hàm đặc trưng giống nhau, được chưa? Đấy, đấy sẽ có này. Đấy, 2 nhân với cả đấy, x cộng 1 tất cả bình này. Đấy, thì x cộng 1 tất cả bình thì phải phải trừ 2x đúng không? Đấy. Loga này chuyển sang này. Đấy, cộng loga 2021 của x cộng 1 tất cả bình. Đấy, bằng. Đấy. Đấy, trừ 2x. Trừ 2x trừ y ở đây, chuyển sang bên này thành cộng đúng không? Đấy. 2 nhân với cả 2x cộng y. Cộng loga 2021 2x cộng y. Đấy, hàm đặc trưng giống nhau, được chưa nhỉ? Đấy, hai vế giống nhau. Đấy. Thì hàm FV. Đấy. Đấy. FV bằng 2V. Đấy, cộng loga 2021 của V. Đấy, V dương rồi đúng không? Vậy xy là dương rồi. Đấy, cho nên là 2x cộng y là dương. Cho nên là V lớn hơn 0 nhỉ. Đấy, V lớn hơn 0. V lớn hơn 0. Đấy, thế thì đạo hàm. Đấy, đạo hàm sẽ bằng 2. Đấy, 2 cộng 1 trên V len 2021. Lớn 0 đúng không? À, hàm đơn điệu tăng đúng nhỉ? Đấy, đơn điệu tăng. Đấy, thì rút ngay ra đúng không? Rút ngay ra. Đấy, suy ra. Đấy, suy ra x cộng 1. X cộng 1 bình phải bằng 2x cộng y. Đấy, tương đương. Tương đương.
y sẽ bằng x bình cộng 1. Y bằng x bình cộng 1. Thế thì bây giờ sẽ có p theo x, đúng nhỉ? Các em đã khảo sát được p theo x. Suy ra p này, 2y thì sẽ được là 2x bình trừ 3x đấy, cộng 2. 2x bình cộng 2 đây, đúng không? Trừ 3x. Đấy, các em chỉ việc cho vào hàng đẳng thức, đúng nhỉ? Đấy, đây là x căn 2. Đấy, x căn 2 thì phải trừ đi, đây là 3 phần 2 căn 2. Đấy, 3 phần 2 căn 2. Đấy, tất cả bình. Đấy thì là đây là 9 phần 8 này. 9 phần 8 mà đây là 16 đúng không? 16 phần 8. 16 trừ 9. 16 trừ 9 thì 7. Đúng không? Đấy, 16 trừ 9 thì 7 thì chỉ còn 7. Đấy, 7 phần 8 thôi. Đấy, 7 phần 8. 7. À, thế đi à. Đấy, sẽ suy ra P. Đấy, luôn lớn bằng 7 phần 8. Đấy, dấu bằng xảy ra khi x bằng 3 phần 4, đúng không nhỉ? Đấy, x bằng 3 phần 4 tương đương với y sẽ bằng, đấy, 9 phần 16. 9 phần 16 cộng 1 thì sẽ bằng 25. 25 phần 16 đúng không? Đề bài bảo là p min tại y, đúng nhỉ? Thì đây, y đây. Đó, y đây. Y đây thì a đúng không? Cái này a. Đấy, thế các em đã xong câu 32. Các em chuyển. Đây là F phẩy nhá. Dấu phẩy đây lại bị sắc hoặc tròn quá. Đấy, F phẩy. Đấy, đây là tổng này. Đấy, tổng thì các em nghĩ đến đến đạo hàm của một tích, đúng không? Đấy, đạo hàm của một tích. Đạo hàm của một tích thì sẽ bằng tổng. Và x cộng 1. X trên x cộng 1, được chưa nhỉ? Đấy, x trên x cộng 1. Đấy, thì bây giờ các em sẽ chia cả hai về cho x cộng 1 tất cả bình nhé. Đấy. Đấy, chia cả hai về cho x cộng 1 tất cả bình này. Thì các em sẽ được là x trên x cộng 1 nhân với cả f phẩy x. Đấy, sẽ cộng 1 trên x cộng 1. Đấy, tất cả bình. Đấy, nhân fx. Sẽ bằng x trên x cộng 1. Đấy, các em thấy. Đấy, cái tổng này. Tổng này thì các em thấy tổng này nó giống là giống với đạo hàm của một tích, đúng không nhỉ? Đạo hàm của một tích. Đấy, đây. Thì khi các em chia cả hai về cho x cộng 1 tất cả bình đây. Đấy, thì các em thấy nó đã giống hơn là đạo hàm của một tích chưa nhỉ? Đấy. Đấy, đây chính là đạo hàm của
của phân thức x trên x cộng 1 đúng không? Đấy. Đấy, đa hàm của x trên x cộng 1. Các em thấy x trên x cộng 1 này này. Đấy, x trên x cộng 1 này. Đấy, nó bằng. Đấy. Nó bằng 1 trừ. Đấy, 1 trừ 1 trừ 1 trên x cộng 1, được chưa? Đạo hàm cái này. Đạo hàm cái này bằng 0, đạo hàm cái này sẽ ra ngay. Ra ngay 1 trên x cộng 1 tất cả bình, đúng nhỉ? Đấy. Đấy, ra ngay cái này. Đấy. Đấy, thế thì các em thấy về trái đây nó đúng là đạo hàm của một tích, đúng không? Đấy. Đấy, nó là đạo hàm của tích của phân thức này nhân với cả fx, đúng nhỉ? Đấy. Đấy. Đấy thì đấy, cái này sẽ tương đương với cả x trên x cộng 1 nhân với cả fx. Đấy, đạo hàm sẽ bằng đấy, x trên x cộng 1. Đấy thì bây giờ các em nguyên hàm hai vế đúng không? Nguyên hàm hai vế đúng nhỉ? Đúng, nguyên hàm hai vế. Đấy, suy ra nguyên hàm vế trái thì sẽ được x trên x cộng 1 nhân fx cộng c. Đấy, sẽ bằng nguyên hàm vế phải. Đấy, x trên x cộng 1 dx. Đấy, nguyên hàm đây. Ở đây thì nó bằng cái này đúng không? Nó bằng cái này. Thì nguyên hàm của cái này đây, nguyên hàm 1 thì bằng x, đúng nhỉ? Bằng x. Nguyên hàm phân thức này thì bằng bằng len x cộng 1 đúng không? Đấy, cho nên là có ngay. Đấy, cái này. Đấy, cho nên sẽ suy ra. Đấy, suy ra x trên x cộng 1 đấy, nhân fx sẽ bằng đấy, x cộng đấy, x trừ đúng không? Đấy, đây trừ đạo hàm nguyên hàm của cái này thì bằng len x cộng 1 đúng nhỉ? Đấy, có dấu trừ ở đằng trước đây. Đấy, thì dấu trừ trừ đấy, trừ len của x cộng 1. Đấy, đây sẽ cộng chuyển thành c phẩy nhé. Đấy, chuyển thành c phẩy. Đấy, gộp với cái c này thành c phẩy. Thế bây giờ sẽ đi tìm là c phẩy đúng không? Đấy, đề bài cho f1 đây. Đấy, cho f1 thì các em thế 1 vào x để ra c phẩy. Đấy, suy ra. Đấy, suy ra c phẩy. Đấy, sẽ bằng 1 phần 2 len 1 này. Đấy. F1 là trừ 2 len 2 đúng không? Trừ 2 len 2. Đấy, trừ 2 len 2 này. Trên 2 này. Đấy, trừ 2 len 2 trên 2. Đấy, trừ 1 đúng nhỉ? Đấy, trừ 1. Trừ 1 cộng len 2 đúng không? Đấy, cộng len 2. Thì bằng trừ 1 đúng nhỉ? Đấy, bằng trừ 1. Bằng trừ 1. Có c phẩy rồi. Đấy, thế thì sẽ suy ra. Đấy, suy ra F2 này. Đấy, sẽ suy ra 2F2 này. Trên 3 này. Đấy, sẽ bằng. Đấy. 2 trừ len 3 đúng không? Đấy, 2 trừ len 3 cộng 1. Cộng trừ 1 đúng nhỉ? Cộng trừ 1 viết luôn thành trừ 1.
Thế thì à, đây là đấy, suy ra F2. Đấy, đây là 1 1 nhân 3 đúng không? Đấy, 3/2 trừ trừ len trừ 3 len 3/2. Đấy, trừ 3/2 len 3. Đấy, thế thì à, as đấy. Thế thì a bình đấy, a bình cộng b bình đấy, sẽ bằng 9/4 đúng nhỉ? Đấy, 9/4 cộng 9/4 đấy thì sẽ bằng 9/2 đúng không? Chín phần hai, 9/2 thì đi B đúng nhỉ? Đấy, kem có đấy chính là B. Đấy, đấy là các em đã xử xong câu 33. Các em chuyển. F phẩy. Người biết đồ thì F phẩy đi qua 3 điểm đúng không? Trừ 1, 0, 1. Đấy, thế thì trừ 1, 0, 1. Thế thì thế thế trừ 1, 0, 1 vào F phẩy sẽ suy ra được ABC đúng nhỉ? Đấy, các em suy ra được ABC. Đấy, suy ra C bằng 0 này. Đấy, C bằng 0 rồi là trừ 1 đấy, trừ 1 cộng A trừ B đúng không? Đấy, bằng bằng 0 đúng nhỉ? Đấy, bằng bằng 1 này cộng A cộng B này. Đấy, bằng 1 cộng A cộng B. Đấy, thế thì tương đương với B bằng trừ 1 đúng không? B bằng trừ 1. Đấy, B bằng trừ 1. B bằng trừ 1. Và cái này không đúng nhỉ? Đấy, không bằng không bằng trừ 1 trừ 1 cộng A trừ B. Thì đấy, B bằng trừ 1 thì đi A bằng 0 đúng không? Đấy, A bằng 0 đấy, A bằng 0. Đấy, thế thì suy ra F phẩy. Đấy. Đấy, F phẩy sẽ bằng x mũ 3 trừ x. Đấy, x mũ 3 trừ x. Đấy, thì bây giờ các em đạo hàm G được chưa nhỉ? Đấy, các em đạo hàm G. Đấy. Có G phẩy này. Đấy, G phẩy sẽ bằng đấy. Đấy, F phẩy phẩy này đấy, nhân với cả đấy, nhân với cả F phẩy của F phẩy x đúng không?
Đấy, thế thì nghịch biến. Đấy, nghịch biến thì phải nhỏ hơn không đúng không? Ừ, nhỏ hơn không. Đấy, thế bây giờ kiểm tra đáp án A này. Đấy, kiểm tra A. Đấy, trừ 1 đến 0. Ừ, trừ 1 đến 0. Đấy, em phải... em có đạo hàm bậc 2 này. Đấy, thì bằng 3x trừ 1 đúng không? Ừ, 3x trừ 1 bằng 0 khi x x bình. Đấy, khi x bằng đấy, cộng trừ đấy, căn 3 phần 3 nhé. Đấy. Đấy, căn 3 phần 3. Thế mà khi mà x thuộc A này. Đấy, x thuộc A thì đấy, x thuộc đấy, x thuộc trừ 1 đến 0 thì đấy, thì đạo hàm bậc 2 này vừa trừ 1 đến 0. Trừ 1 thì nhỏ hơn trừ căn 3 phần 3 này. Ừ. Thì vừa tồn tại đạo hàm bậc 2 lớn hơn 0 đúng không? Đấy. Đấy. Và tồn tại đạo hàm bậc 2 nhỏ hơn 0, được nhỉ? Ừ. Ừ, thế thì để đáp án A lại được chưa? Đấy. Để đáp án A lại. Ừ, kiểm tra đáp án B. Đấy, nó vừa tồn tại F mà bậc đạo hàm bậc 2 dương vừa tồn tại âm thế này thì khó khó xác định đúng không? Đấy, khó thì các em để lại. Đấy, kiểm tra đáp án B. Ừ. Đấy, B đây. Thì đạo hàm bậc 2 sẽ nhỏ hơn 0 đúng không nhỉ? Đấy. Đấy, đạo hàm bậc 2 sẽ nhỏ hơn 0. Ừ. Đấy, đạo hàm bậc 2 nhỏ hơn 0. Đấy, thế thì phải cần cần F phẩy này phải dương đúng không? Ừ. Cần F phẩy dương. Cần F phẩy dương. Đấy, thế nhưng mà lại tồn tại. Đấy, tồn tại x0. Đấy, tồn tại x0 thuộc đấy, thuộc B, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, tồn tại x0 thuộc cái đấy, cái tập này để F phẩy đấy, để F phẩy x0 đấy, sẽ thuộc khoảng 0,1 đúng không? Ừ, sẽ thuộc khoảng 0,1. Ừ, thuộc khoảng 0,1. Đấy. Đấy, cho nên suy ra là đấy, suy ra là đấy. Đấy, cho nên là suy ra sẽ tồn tại. Đấy, tồn tại cái này. Đấy, sẽ âm, đúng không? Ừ. Nhỏ hơn không? Đấy, nhỏ hơn không. Ừ. Đấy, tồn tại cái này nhỏ hơn không. Ừ. Đấy, cho nên là loại đúng không? Đấy, đạo hàm bậc 2 nhỏ hơn không, cái này nhỏ hơn không thì tích lại lại dương đúng nhỉ? Đấy thì loại. Đấy, loại B. Ừ. Loại. Đấy, loại. Đấy, loại trường B này.
Đấy, giờ kiểm tra trường hợp C này. Đấy, từ 1 đến dương vô cùng. Đấy, từ 1 đến dương vô cùng thì F phẩy là dương này. Đấy, đạo hàm bậc 2. Đấy, đạo hàm bậc 2 từ 1 đến dương vô cùng, đạo hàm bậc 2 dương đúng không? Đấy, lớn không? Ừ. Lớn không? Thì tồn tại x0 để f phẩy x0 lớn hơn 1 đúng không? Đấy, lớn hơn 1. Ừ. Đấy, cho nên suy ra tồn tại đạo hàm của f phẩy x0 lớn không đúng nhỉ? Đấy, lớn không. Ừ. Đấy, thế thì trường hợp này cũng loại đúng không? Ừ. Đấy, đạo hàm bậc 2 lớn không? Đấy. F phẩy của F phẩy x0 này cũng lớn không? Đấy, thế thì tích không thể. Đấy, tích không thể nhỏ hơn không được, đúng không? Loại nhá. Đấy, trường hợp này phải loại. Ừ, loại. Đấy, loại trường hợp C. Ừ. Đấy, còn trường hợp D. Đấy, trường hợp D là x nhỏ hơn trừ 2. Ừ, x nhỏ hơn trừ 2 thì đạo hàm bậc 2. Đấy, đạo hàm bậc 2 này sẽ phải dương đúng không? Ừ. Đấy, đạo hàm bậc 2 này phải lớn không này. Đấy, thế thì f phẩy x0 phải nhỏ hơn trừ 1 đúng không? Ừ. Đấy, f phẩy x0 nhỏ hơn trừ 1. Ừ. Đấy, trừ 1 thì khoảng ở đây thôi, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, trừ 1 thì ở vị trí này thôi. Ừ. Thế mà x0 nhỏ hơn trừ 2 đúng không? Trừ 2 nó ở mãi đây cơ. Thế thì f phẩy x0 sẽ nhỏ hơn trừ 1, được chưa? Đấy, sẽ nhỏ hơn trừ 1. Ừ. Đấy, nhỏ hơn trừ 1 thì suy ra f f phẩy của f phẩy x0 đấy, sẽ phải nhỏ hơn không đúng không? Ừ, nhỏ hơn không. Ừ. Đấy, khi f phẩy x0 mà nhỏ hơn trừ 1, đấy, thế thì suy ra f phẩy, ví dụ đây t, f phẩy t, đấy, t mà nhỏ hơn trừ 1 thì f phẩy t phải phải âm, được chưa nhỉ? Đấy. Ừ. Đấy, thế thì trường này thỏa mãn đúng không? Đấy, trường này thỏa mãn. Ừ. Trường này luôn đúng. Đấy, cho nên là em chọn trường này đúng không? Ừ. Chọn trường này. Đấy, em nào mà kiểm tra từ từ D về A thì là kiểm tra lần đầu là ra luôn đúng không? Đấy, kiểm tra lần đầu D là ra luôn. Thì bài hôm nay các em tạm dừng ở đây, hôm sau các em làm tiếp nhé. Chào các em.